Lời nói đầu tiên, cho em xin được chào đến những ai đã và đang xem video này. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Anh, học sinh lớp 11A1, trường Trung học phổ thông Vĩ Thanh. Vừa qua, trường có phát động cuộc thi ảnh đẹp với nội dung là lưu lại những khoảnh khắc thầy và trò của trường Trung học phổ thông Vĩ Thanh cùng với nhau học online tại trong những cái tình hình dịch bệnh Covid-19 và lưu lại góc học tập của các bạn. Thì cho em xin phép được sáng tạo một chút, đó chính là thay vì em viết một bài thuyết trình ở trên Word để mà thuyết trình về một bức ảnh, để thuyết trình về một tiết học, thì cho em xin được phép làm một video để nói lời cảm nhận của em trong cái tình hình dịch bệnh vừa qua và lời cảm ơn của em cũng như là tất cả các bạn đến các thầy cô giáo. Thì trong tình hình dịch bệnh Covid vừa qua, ai ai cũng khó khăn, trong nền giáo dục của cả chúng ta cũng vậy. Nhưng mà thầy và trò của trường Trung học phổ thông Vĩ Thanh luôn luôn cố gắng, thầy cô luôn luôn quyết tâm hết mình để tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em có thể học tập. Em cảm ơn thầy cô. Trong cái khoảng tình hình dịch bệnh Covid-19 thì thầy cô đã phải ngồi lên bàn để soạn giáo án ở trên máy tính. Nhiều thầy cô đã phải cố gắng học gần công nghệ để cho chúng em có một cái tiết học tốt nhất. Và thầy cô luôn luôn tạo mọi điều kiện, tạo mọi những cái thiết bị để cho chúng em có thể tiếp thu bài và hiểu được cách truyền đạt. Và dù là dịch bệnh nhưng thầy cô vẫn đi lên trường, thầy cô vẫn ngồi đó, thầy cô vẫn giảng dạy cho tụi em. Nhất là lần gần đây nhất là các bạn ở trong khu cách ly, thì thầy cô vừa phải dạy, thầy cô vừa phải phân công chia lẫn nhau để mà đem gửi đồ lên cho mấy bạn, để mà kiểm danh sách, để giúp đỡ mấy bạn thế này thế kia. Thật sự là tụi em rất biết ơn và rất cảm ơn thầy cô những điều mà thầy cô đã làm cho tụi em. Và bên cạnh đó thì tụi em cũng sẽ cố gắng học, cố gắng làm hết mọi phong trào thi đua tốt để cho thầy và trò của trường Trung học phổ thông Vĩ Thanh luôn đạt được kết quả tốt nhất. Và cuối cùng thì em tập thể lớp 11A1 cùng nói riêng và cùng với tất cả các bạn nói chung, em xin gửi tới lời cảm ơn sâu sắc và lòng biết ơn đến tất cả các thầy cô. Thầy cô đã luôn bên cạnh, thầy cô đã luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất. Thầy cô bình thường thì thầy cô khó như vậy thôi, chứ thật sự thì thầy cô thương học sinh lắm. Thầy cô kiểu lúc nào cũng muốn dành những cái điều gì đó tốt nhất đến cho tụi em, mặc dù là nhiều thầy cô thì có thể hiện ra, còn nhiều thầy cô thì không thể hiện, nhưng mà tụi em đều cảm nhận được cái chuyện đó. Cho nên là cuối cùng thì mong là thầy và trò của trường Trung học phổ thông Vĩ Thanh chúng ta sẽ luôn luôn cùng nhau, dù cho là dịch bệnh Covid-19 hoặc là một vấn đề khó khăn gì nữa, thì thầy và trò chúng ta sẽ luôn luôn cùng nhau vượt qua và sẽ cùng nhau đạt được những cái thành tích, những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Một lần nữa em rất cảm ơn thầy cô.